Nguyễn Cường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Trạng Cờ Đất Việt năm 2015. Ở trong trận đấu trước, chúng ta đã chứng kiến một trận thắng thuyết phục của kỳ thủ Quang Minh Tả Sứ Nguyễn Hoàng Lâm trước kỳ thủ Lê Thanh Phương đến từ Tân Phú. Bình luận viên Thanh Trung của chúng tôi nói rằng trận thua này không có cửa bật đối với Lê Thanh Phương. Như vậy là chúng ta đã sớm xác định được hai kỳ thủ lọt vào vòng 1/16. Còn trong trận hôm nay, chúng ta sẽ sớm xác định được kỳ thủ thứ ba sẽ là ai trong hai kỳ thủ sau đây. Kỳ thủ đứng ở bên cạnh tôi là kỳ thủ Nguyễn Hữu Hùng. Anh đang thi đấu cho tuyển Bình Phước, được gọi với một cái nickname là trưởng lão cái bang, chắc chắn là rất kỳ bí đối với nhân vật này. Hiện nay anh là kiện tướng quốc gia, anh có lối chơi thiên về trung tả và được đánh giá là một người mà có tính toán rất là sâu sắc trong các nước cờ của mình. Đối diện với Nguyễn Hữu Hùng là kỳ thủ Phạm Thanh Vũ, anh sinh năm 1974, anh đến từ Đồng Nai và hiện nay thì anh đang tham gia câu lạc bộ Chiến Viên Kỳ Trí. Có một điều đặc biệt là 50%, tức là 2 trên 4 kỳ thủ của câu lạc bộ này đã lọt vào vòng 1/16 của khu vực phía Nam. Kỳ thủ Phạm Thanh Vũ thì sở hữu một lối chơi thiên về tấn công, như vậy là tương đối khác biệt so với kỳ thủ Nguyễn Hữu Hùng. Và hy vọng chúng ta sẽ chứng kiến một màn thi đấu nảy lửa giữa hai kỳ thủ. Xin chào hai anh. Đến với trận cờ với những phong cách rất là khác nhau, anh đánh giá như nào về đối thủ của mình? Tôi đánh giá đối thủ của mình là cũng rất hay, bởi vì anh ta từng vô địch ở tỉnh Đồng Nai, thành ra tôi cũng tôn trọng đối thủ. Rồi, cảm ơn. Vâng, anh đã từng theo dõi những trận cờ của đối thủ của anh chưa? Dạ, lần này là lần đầu tiên mới đụng nhau thôi, chứ chưa biết đối thủ đi sao nữa. Trước một đối thủ được giới mộ điệu đánh giá là khá chắc chắn và tính toán sâu sắc, mà anh lại có một lối chơi tấn công, thì anh có nghĩ rằng là trận này anh cũng áp dụng lối chơi tấn công không? Vâng, cũng tấn công bình thường, thắng thua là không sao hết. Vâng, xin mời hai anh bắt tay nhau. Không tay đổi. Vâng, hy vọng chúng ta sẽ chứng kiến một trận cầu đầy hấp dẫn, bởi vì hai kỳ thủ của chúng ta chưa gặp nhau lần nào. Và bây giờ chúng ta cùng đến với trận cầu này. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Trong trận đấu này, kỳ thủ Nguyễn Hữu Hùng mặc áo đỏ và được cầm quân đỏ đi trước. Kỳ thủ Phạm Thanh Vũ mặc áo xanh và cầm quân xanh đi sau. Trận đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh và nhà hàng Sen Đồng Trị. Trận đấu bắt đầu. Khi tưởng cuộc đối với áo đầu. Và người cầm quân bên đỏ là anh Nguyễn Hữu Hùng, kiện tướng quốc gia, là một danh thủ nổi tiếng của vùng đất phương Nam. Hiện anh Nguyễn Hữu Hùng đang thi đấu cho đội tuyển cờ tướng Bình Phước. Và người cầm quân bên xanh là anh Phạm Thanh Vũ, đến từ câu lạc bộ Chiến Viên Kỳ Trí của Biên Hòa Đồng Nai. Câu lạc bộ Chiến Viên Kỳ Trí tham dự vòng loại Trạng Cờ Đất Việt năm 2015 với 4 thành viên và đã rất xuất sắc giành 2 suất tham dự vòng chung kết khu vực phía Nam. Ngày hôm nay tôi rất vui được bình luận bên cạnh bình luận viên Trần Thanh Tân, người đã đạt chức vô địch của vòng loại thứ nhất Trạng Cờ Đất Việt khu vực phía Nam. Và anh Trần Thanh Tân sẽ chịu trách nhiệm bình luận về phần chuyên môn đến với quý vị khán giả toàn quốc. Xin chào quý vị khán giả. Như các bạn đã thấy thì trận đấu diễn ra được một số nước. Bây giờ cờ đã hình thành thế trận là bên hậu là anh Vũ đang ra thế trận là pháo ngũ thức pháo đối với phản công mã của anh Nguyễn Hùng.
pháo 8-4, chốt 3-1. Vừa rồi anh Nguyễn Hùng đi pháo 8-4 phong xe lại với định là phục sẵn nước pháo 8-5, nhưng anh Vũ đã phát hiện và đi nước chốt 3-1. Trong cái trao đổi của hai kỳ thủ với chúng tôi trước trận đấu thì anh Vũ có nói rằng là anh rất ưa chuộng lối chơi tấn công, và trận đấu này đã chứng tỏ điều đó. Trong khi mà kiện tướng quốc gia Nguyễn Hùng đi phi tượng lối chơi thuần về khả năng trung tàn chắc chắn, thì ngay lập tức anh Phạm Thành Vũ tấn công ngay bằng pháo 8-5, và đây là hứa hẹn một trận đấu hết sức hấp dẫn. Anh Phạm Thanh Vũ đã hai lần liên tiếp vô địch thành phố Đồng Nai vào năm 2008 và 2009. Và ngay trong lúc mà chúng tôi bình luận các trận đấu của Chặng Cờ Đất Việt 2015 thì nhận được rất nhiều phản hồi từ những kỳ hữu yêu cờ tại Đồng Nai. Họ đang cảm thấy rất vui vẻ khi anh Phạm Thanh Vũ giành quyền ngồi trên ghế nóng và đang mong chờ anh cống hiến những nước cờ chất lượng và giành chiến thắng để đem lại một cái món quà tinh thần quý giá cho những kỳ hữu ủng hộ anh tại quê nhà. Ở đây thì tôi cũng thay mặt ban tổ chức Chặng Cờ Đất Việt xin được gửi lời cảm ơn đến các ký ức của câu lạc bộ cờ tướng chiến viên kỳ trĩ Biên Hòa Đồng Nai, và sự có mặt của các anh đã đem lại màu sắc, những cái màu sắc rất đẹp, rất mới mẻ cho chặng cờ khu vực phía Nam. Các anh đã bất chấp những cái khoảng cách về địa lý và đã cống hiến những nước cờ rất là hay, cống hiến những kỳ thủ giỏi, và đã có hai kỳ thủ mà là đại diện của mình để tham dự, và xin chúc các kỳ thủ của chiến viên kỳ trĩ thi đấu thành công. Vừa rồi anh Vũ vừa đi nước đi pháo 3-4 ăn chốt. Nước này là một nước khá quyết liệt. Hiện giờ anh có đang sẵn sàng đi nước tiếp theo là đi chốt 3-1 để sang sông. Bên anh Hùng thì rất là khó xử lý nước này. Chúng ta chờ xem anh Hùng sẽ giải quyết nước này như thế nào. Anh Phạm Thanh Vũ thì chưa đi thi đấu quốc gia bao giờ, và rõ ràng là một kỳ thủ nghiệp dư. Tuy nhiên đối mặt với một kỳ thủ lão luyện tại các giải quốc gia là anh Nguyễn Hữu Hùng, anh vẫn thể hiện cái bản lĩnh thi đấu của mình. Và như kỳ thủ trẻ tranh thủ Trần Thanh Tân vừa phân tích thì đến hiện thời thì hai bên vẫn đang giữ được tiền thủ. Đương nhiên là một kỳ thủ mặc dù chơi nghiệp dư mà đã 2 năm liên tiếp vô địch Đồng Nai thì rõ ràng là đang sở hữu một cái trình độ cờ có thể nói là rất là cao. Và chắc chắn là sẽ không hề dễ dàng cho anh Nguyễn Hữu Hùng nếu muốn vượt qua đối thủ của mình. Chúng ta hãy cùng chờ xem những cái nước đi kế tiếp. Các bạn đang xem trận cờ thuộc vòng 1/16 vòng chung kết khu vực miền Nam giải đấu Chặng Cờ Đất Việt 2015 giữa hai kỳ thủ Nguyễn Hữu Hùng của Bình Phước và Phạm Thanh Vũ của câu lạc bộ chiến viên kỳ trí Biên Hòa Đồng Nai. Trận đấu được sự điều hành của trọng tài Đặng Hữu Trang và diễn ra tại khuôn viên nhà thi đấu quận Tân Bình. Giải đấu Chặng Cờ Đất Việt 2015 được nhận được sự tài trợ chính của Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ Công ty Trách nhiệm hạn Inifresse Việt Nam, Công ty Carotech, Khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, Khách sạn Minh Cường Đông Anh và Nhà Sen Đầm Trị. Các trận đấu của giải đấu này sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ ba, tư, năm, sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn lại phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Anh Phạm Thanh Vũ vừa đi mã 3 thoái 5. Bây giờ thì mã đang bắt xe. Nước đi mã 7 thoái 5 của anh Phạm Thanh Vũ là nước đi hợp lý trong thời điểm này. Vừa né tránh nước pháo 8-3 ăn chốt và đang hâm bắt tượng của anh Hùng. Và ngoài ra sau nước sau anh đi nước mã 5-3 để chuyển toàn bộ lực lượng qua bên cánh phải của mình nhằm uy hiếp để chiếm lợi thế.
đúng như dự đoán, anh sau khi anh Nguyễn Hùng đi xe 1 bình 3 thì anh Phạm Thanh Vũ đã đi nước mã 5 tướng 3. Tốt 3 tấn 1, mã 3 tấn 4, mời đổi mã. Vừa rồi là một số nước đi mã tương đối hay của anh Phạm Thanh Vũ. Nhận thấy là đường mã 4 của anh Nguyễn Hữu Hùng là khá là mạnh, nên là anh Phạm Thanh Vũ quyết định mời đổi mã. Chốt 3 tiếng 1. Hình như anh Phạm Thanh Vũ đã vừa phạm sai lầm. Chúng ta hãy xem anh sẽ xử lý nước đi như thế nào. Nước cơ này xử lý khá khó. Nếu xe 8 bình 7, xe 3 tấn 5, tốt 7 tấn 1 sẽ bị mất mã, sẽ bị mã 4 tấn 6. Theo giới chuyên môn đánh giá trước trận đấu thì đương nhiên anh Nguyễn Hữu Hùng ở cửa trên. Và khi đối diện với một kỳ thủ lão luyện như anh Nguyễn Hữu Hùng mà đi anh Vũ đi một nước sai lầm, có thể nói là sai lầm tương đối trầm trọng này, thì không lạ gì khi danh thủ Nguyễn Hùng sẽ lập tức phát hiện ra điểm yếu của đối phương. Quyết định phế xe. Đúng như sự chia sẻ trước trận đấu là sẽ chơi tấn công và anh đang tấn công tương đối mạnh, tuy nhiên là điểm yếu là đã mất một con xe rồi. Xe 2 tiếng 1, nước đi này với định là chuẩn bị chuyển xe 2 bình 6 để uy hiếp con pháo 4 của anh Hùng, nhằm phát huy cái thế mạnh của con mã chuẩn bị chí tướng. Anh Hùng hơn xe nhưng hết sức cẩn trọng, vẫn dành thời gian rất tôn trọng đối thủ của mình, tính kỹ những cái đường là có thể phản công. Vâng, pháo 8 xoay 3. Nước đi rất hợp lý và chính xác ngay thời điểm này. Truy kích con mã nguy hiểm nhất của anh Vũ và dồn đối phương vào vị trí rất là khó. Xong pháo rất hay, pháo đầu tiên thì giật về giữ đường chiếu tướng. Pháo thứ hai ngay lập tức về chóc con mã đó. Tại vì bàn cờ như các bạn theo dõi là chỉ gần như chỉ có duy nhất một con mã điểm chiếu rất là nguy hiểm, và hai nước pháo này đã chặn đứng ý đồ của phía bên họ. Sau hàng loạt những nước đổi quân và giải tỏa áp lực, hiện giờ thì anh Hữu Hùng đang có lợi thế rất lớn, như là hai xe mã đánh với xe pháo mã. Tuy nhiên con mã 1 của anh Vũ chưa phát huy được. Xe 5 bình 8, nước đi này với ý định là sẽ ép bên anh Hùng phải thí chốt để giảm bớt áp lực của con chốt sang sông. Có thể anh Hùng sẽ đi xe 3 tấn 6 hoặc là xe 8 tiếng 4. Vâng, xe 8 tấn 4 chữ tốt. Rõ ràng là trong trường hợp mất con tốt này thì việc hai xe một mã đánh với xe pháo mã sĩ tự toàn thì nhiều khả năng là nếu mà đỡ khéo thì bên xe sẽ đỡ được hòa. Do vậy mà anh Hùng quyết định là ấn xe 8 tấn 4 để giữ bằng được con chốt.
Ngay lập tức anh Vũ đã đi nước pháo 3-1 giữ top 7 với ý định là kéo dài trận đấu sang. Có lẽ xe 4 tấn 3 mới đổi xe. Quản lý hàng tốt, nếu mà bên xanh không đấu, đấu thì sẽ rất nguy hiểm, mà không đấu thì sẽ mở đường cho mã 9 tấn 8. Nước đi gần như không tạo cho xanh một cơ hội nào để mưu cầu đỡ hòa. Các bạn đang xem trận cờ thuộc vòng 1/16 vòng chung kết khu vực miền Nam giải đấu trận cờ đất Việt 2015 giữa hai kỳ thủ Nguyễn Hữu Hùng của Bình Phước và Phạm Thanh Vũ của câu lạc bộ Chiến viên Kỳ Trí Biên Hòa Đồng Nai. Giải đấu nhận được sự tài trợ chính của công ty cổ phần Có Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hữu hạn Eni Fresh Air Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh và nhà xe Đồng Trị. Các trận đấu của trận cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần, trên VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ ba, tư, năm, sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị đón xem. Đi mất xe quá đáng tiếc của kỳ thủ Phạm Thanh Vũ, bởi vì trong tình thế mà kém xe như vậy mà anh vẫn đi nước cờ khá là cứng cỏi như này thì tôi cảm thấy rằng nếu như mà không mất xe thì anh Nguyễn Hùng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mã 8-26. Vâng, đỡ cũng rất là dẻo. Có thể nói là anh Hùng đang tìm mọi giá để đưa con mã đi vào đường tiểu ngạch, đường biên giới. Nhưng mà đi rất nhiều nước mã nhưng mà vẫn chưa có thể tìm cách nào để xuyên qua được hàng phòng ngự kiên cố của đối phương. Thật là tiếc cho anh Vũ. Giá như anh cẩn thận hơn ở giai đoạn khai cuộc, không đi sai như đi đấy, thì chắc trận đấu sẽ hấp dẫn rất là nhiều. Thời gian hiện tại rất cân bằng, cả hai bên đều còn 13 phút. Xe 8-3 bắt pháo. Hiện giờ anh Hùng đưa xe tới Quá Hà để kiểm soát dàn chốt, có thể chuyển sang đánh cờ tàn. Chấp nhận thì tốt để mưu cầu một cái sự kết nối lỏng lẻo của bên xanh để có thể phá tan phòng tuyến. Nước cờ này một nước giữ bắt tốt của anh Hùng tương đối là hay. Chấp nhận được phương án tốt đó, cướp bằng được tốt đầu để làm lỏng chân mã, sau đó sử dụng các cây phối hợp với nhau. Pháo 4 thứ 2, anh Vũ không ăn chốt và vội, vì con chốt đó gần như có thể là muốn ăn lúc nào thì ăn. Anh tấn pháo 2 để bắt tượng, hầm tạo ra khe hở khác để tấn công. Chưa bàn đến cái kết quả thắng thua của ván đấu, nhưng rõ ràng anh Vũ đã thành công trong việc chứng tỏ với quý vị khán giả, chứng tỏ đến những bạn yêu cờ Biên Hòa Đồng Nai rằng anh đang thể hiện được cái tôi của mình, thể hiện được lối chơi của mình, lối chơi ưa chuộng, lối chơi tấn công rất là hay, và tôi thực sự là đang dành tình cảm rất lớn cho anh Phạm Thanh Vũ. Xe 8-5, anh Hùng đã quyết định phế tượng. Dĩ nhiên là mã 5-3. Hiện tại thì anh Hùng đã vỡ tượng. Có nhiều cơ hội cho anh Vũ ở thời điểm này. Hy vọng anh sẽ quá nhiều cơ hội để đỡ hòa. Thật ra thì anh Nguyễn Hùng không có sở trường là cờ nhanh, mà anh Vũ thì chơi cờ nhanh rất là tốt, nên có khả năng ở giai đoạn gần hết giờ này thì
đây là một cơ hội rất lớn cho anh Vũ, có thể là giành chiến thắng luôn. Ở hai trận đấu trước thì chúng ta chưa chứng kiến bất kể bất ngờ nào cả, khi danh thủ, lão danh thủ Trương Á Minh và nhà vô địch châu Á 2012 Nguyễn Hằng Lâm đã nhẹ nhàng vượt qua hai đối thủ. Và thành thật mà nói thì trong bất kể môn thể thao nào, trong đó có cờ tướng, thì một sự bất ngờ luôn là điều thú vị dành cho khán giả. Và tôi đang mong chờ điều đó xảy ra. Anh Hùng vừa ngập ngừng. Anh Hùng buộc phải đi xe rồi. Xe 4 tuyến 4. Cơ hội vẫn còn cho anh Vũ. Vâng, và bây giờ chỉ bằng cách mà đổi pháo lấy tốt biên thì lập tức là anh Vũ sẽ đỡ được hòa, một trận đấu cực kỳ thú vị. Vâng, một bài học rất lớn cho những kỳ thủ, các kỳ thủ, trong đó có kể cả là danh tướng Nguyễn Hùng của chúng ta. Rất dứt khoát nhưng không kém phần mềm mại. Hy vọng anh Vũ sẽ cố gắng phòng thủ được qua dạy này. Phải nói là một ván đấu xuất sắc sau nước đi Vân Mã. Từ nước đi Vân Mã trở đi thì một series nước đi xuất sắc. Chiếu tướng, đâm chiếu và hàng loạt các đòn đánh. Anh Hùng tỏ rõ là sự thiếu hụt về vấn đề cờ nhanh. Rất tiếc cho anh Vũ. Vừa rồi anh bỏ đi cơ hội rồi. Tôi nghĩ là cũng do đi nhanh quá mà anh bỏ qua nước pháo 9-7, có thể xử hòa ngay sau khi bắt chết con tốt đó. Biết đâu anh Vũ vẫn cầu thắng thì sao? Có lẽ anh Vũ đang muốn thắng. Quá xuất sắc. Vũ đã đi liên tiếp những nước đi xuất sắc. Tôi đang nhìn thấy niềm vui trên nét mặt của anh Vũ, bằng nụ cười rất tươi. Quả là một cú thoát hiểm ngoạn mục, một niềm vui đến cho các bạn cờ của anh. Chúng ta chờ xem anh Hùng có thể bằng kinh nghiệm của mình xử lý được tình huống này không. Một người em của anh, một người bạn cờ của anh ngồi phía sau tôi, mặc dù đã được dặn dò hết sức cẩn thận là vâng, xin chúc mừng anh Phạm Thanh Vũ với kết quả hòa và như thắng. Hai các bạn chuẩn bị đón chờ trận cờ trước. Anh Phạm Thanh Vũ được cầm quân đỏ đi trước với 6 phút, anh Nguyễn Hữu Hùng cầm quân xanh đi sau với 4 phút, mỗi nước đi được cộng thêm 3 giây và bên đỏ phải chấp vào bên xanh. Trận đấu bắt đầu. Pháo đầu đối với tả pháo Phong Sa. Anh Vũ vừa tấn pháo tần hòa, bằng nước đi rất nhanh. Trung pháo tần hòa pháo. Bên đỏ là có vẻ như là có một khai cuộc mãn ý. Có vẻ như sau khi thủ hòa ở trận cờ tiêu chuẩn đi đến đây thì anh Vũ đang có nhiều lợi thế về tinh thần. Những đi còn rất nhanh. Chắc chắn rồi, sau khi mà có thể nói là thoát hiểm ngoạn mục thì kỳ thủ thoát hiểm sẽ có tâm lý tốt hơn hẳn với cái người mà đã bỏ lỡ cơ hội. Xa 9-4, những đi hợp lý. Thời gian của anh còn nhiều hơn là thời gian ban đầu nữa. Các bạn lưu ý là mỗi kỳ thủ có 6 phút, tuy nhiên là mỗi nước đi được cộng thêm 3 giây. Nên việc hiện thời anh Vũ đang có thời gian nhiều hơn thời gian được ban tổ chức cấp lúc đầu thì cũng là điều hết sức bình thường. Mời đổi xe, xe 2-6. Có 3 tấn 2. Khá kinh nghiệm. Mở rất nhiều đường công. Các bạn lưu ý pháo 3 có thể bình 7, mã 2, mã 3 có thể tấn 4. Anh Hùng phát hiện ra và đã chuyển pháo sang ngăn ngừa đường mã bay lên. Đồng thời nếu như bên kia quật pháo sang sẽ lên tượng, tròn cờ. Về cơ bản là không có gì đáng lo. Quả nhiên anh Hùng là một cựu hữu lão luyện. Đối với tình thế chỉ cần hòa thì anh chỉ cần đi những nước đi khóa chặt đối phương thôi. Chỉ 6 tấn 5 đúng như những dự đoán của các nhà bình luận chuyên môn.
Tuy là đang khóa chặt mã 3 của đối phương, nhưng anh Hùng vẫn đang gặp một khó khăn, đó là xe pháo của anh đang bị còng và xe lại không có quân giữ. Liên tiếp những nước đi chiến thuật. Sau khi nhận thấy pháo đầu không còn tác dụng nữa, anh Vũ đã di chuyển đi nước phớt 5 bình 6 và đi tường 3 tiếng 5 nhằm phòng thủ trước rồi từ từ tấn công. Một nửa thời gian của anh Hùng đã mất đi và hiện giờ anh Vũ chỉ mới mất đi 1 phút. Khó khăn đang đặt lên vai của anh Hùng rồi. Pháo 8 tiếng 2 khóa chặt đường xe. Pháo 6 tiếng 1 nước đi khá kinh nghiệm, ngăn cản không cho xe 8 tuần hà hoặc là hồ khăn khóa hà. Thời gian của bên anh Hùng chỉ còn gần 2 phút, trong khi bên đỏ vẫn còn gần 5 phút. Anh Vũ tận dụng ưu thế rất lớn về thời gian. Bên đỏ thì hình thế cây cũng tương đối chặt chẽ, nhưng có một cái điều nguy hiểm là xe vẫn đang bị cô, tạm thời chưa thể đưa được cái cây mạnh nhất của mình ra mặt trận. Thì đấy cũng là một điểm yếu bên phía bàn cờ bên đỏ. Tiếp tiếp 2, toác qua ra chuyển về với ý đồ là sẽ mời đổi thoát đầu, sau đó chuyển pháo vào đầu. Một số nước đi có thể nói là cực kỳ chất lượng của nhà vô địch Đồng Nai năm 2008-2009, 2 năm liên tiếp. Anh Vũ rất tự tin, hoàn toàn thoải mái khi đi những nước đi vừa rồi. Anh Hùng cần nhanh lên, hiện giờ thời gian anh đang cạn dần. Đúng là trong cái điều mà đã gần như là chắc chắn là chiến thắng mà để cho ván đấu hòa, thì rõ ràng đến bây giờ anh Hùng vẫn cực kỳ tiếc nuối. Và cái sự tiếc nuối này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng xấu đến đường cờ của anh. Liệu sẽ có bất ngờ đầu tiên của giải hay chăng? Có 8 tiếng 1 bắt chớp đầu. Tôi thì tôi có qua Facebook, qua các thông tin trên các diễn đàn thì đã thấy các cái hoạt động của câu lạc bộ kiến chiến viên kỳ trí là rất là hay. Nhưng quả thật là một thực sự bất ngờ khi mà kỳ thủ Biên Hòa lại có thể đánh tương đồng với một kiện tướng quốc gia như thế này. Thực sự là một bất ngờ lớn. Anh Hùng còn dưới 1 phút, có thể vội vã nước đi rồi. Mã 7 tấn 6 bắt đôi rất nguy hiểm. Nếu bắt đôi cây mã, phải chăng đây là mấu chốt của ván cờ? Thế này thì tôi đã hiểu tại sao mà anh Trần Anh Tân người ta là cực kỳ vất vả mà khi mà phải đối đầu với cả anh Phạm Thanh Vũ tại Biên Hòa rồi. Quá xuất sắc. Khó khăn, quá khó khăn cho anh Hùng rồi. Anh cần đi nhanh hơn. Xế pháo. Nhưng đi rất nhanh. Sau hàng loạt những nước đội quân, bây giờ anh Vũ đang có lợi thế một quân. Những nước đi chúng tôi nói vui là cờ chớp, thì những nước đi khinh công có thể như nước chảy mây trôi, lưu thủy hành vân của anh Phạm Thanh Vũ. Quá hay rồi. Thời gian ủng hộ anh Vũ. Chàng tốt sang sông. Áp lực đè cực kỳ nặng. Nguy hiểm quá rồi. Niềm vui đang đến với những cổ động viên của anh Phạm Thanh Vũ, và hình như nỗi buồn đang hiển hiện trên gương mặt của Phan Phúc Trường. Mặc dù bạn đang ngồi phía sau tôi và chúng tôi cũng chưa kịp thời gian mà quay lại nhìn. Quá hấp dẫn.
Chỉ còn có 20 giây, 19 giây. Bất ngờ đã đến. Còn đội thờ đang đến. Gần như không còn cửa nào cho anh Nguyễn Hữu Hùng cả. Vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. Và một pha sát cục đẳng cấp. Và một chương chúc mừng mọi người. Chúc mừng anh Tú. Bất ngờ đầu tiên của giải.